Xin chào các bạn. Khi mà cuộc phản công của Ukraine đang đến rất gần, thì những diễn biến trên chiến trường, đặc biệt là tại khu vực Bakhmut, tâm điểm của truyền thông trong những tháng qua, cũng đã có những động thái rất đáng chú ý. Hiện giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt trong nội đô thành phố. Đêm ngày 2 tháng 4, rạng sáng ngày 3 tháng 4 vừa qua, sau khi kiểm soát thành công khu vực tòa thị chính, ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin đã tuyên bố kiểm soát Bakhmut về mặt pháp lý và biểu tượng. Được biết, Nga đang kiểm soát không dưới 70% diện tích thành phố, trong khi Ukraine chỉ còn khoảng 15%. Số diện tích còn lại là nơi đang diễn ra giao tranh. Việc Wagner với tư cách là chủ lực xung kích của Nga tại Bakhmut đã dẫn tới việc lãnh thổ kiểm soát của Nga tăng lên từng ngày. Trước đó, trong vòng 7 đến 8 tháng giao tranh, các lực lượng Nga mới chỉ chạm tới rìa thành phố và liên tục pháo kích vào các vị trí của Ukraine. Chỉ khi lực lượng Wagner được điều đến khoảng 3 tháng trước, tình hình mới có sự thay đổi lớn. Dù rằng thời gian đầu, Wagner cũng liên tục tấn công rồi rút lui. Nhưng hơn 1 tháng trở lại đây, Wagner đã gần như một mạch tiến công, chiếm được rất nhiều vị trí quan trọng, không chỉ trong nội đô thành phố mà còn cả khu vực ngoại vi hai gọng kim. Phần lớn diện tích Nga kiểm soát được tại mặt trận Bakhmut đều do Wagner tiến công với sự yểm trợ của hỏa lực quân đội Nga. Sau đó, Wagner lại bàn giao các địa bàn cho quân chủ lực Nga chấn giữ. Về cơ bản, trong thời gian tới, ít nhất là trước cuộc phản công của Ukraine, trong nội đô thành phố, Wagner chắc chắn sẽ còn tiếp tục tiến lên và giành được thêm các lãnh thổ. Theo nhiều thông tin từ cả phía Nga và Ukraine, hiện quân đội Ukraine đang rút dần về khu vực phía Tây và lấy giấy tuyến đường ray xe lửa dọc thành phố làm chiến tuyến. Trong khi đó, trên thực địa, các mũi tiến công của Wagner cũng đang tích cực xung kích trên cả ba hướng. Từ nhà máy kim loại Azov ở phía Bắc tiến xuống, từ khu vực tòa nhà thị chính tiến sang và từ khu vực phía Nam, khu vực sân vận động Avangard tiến lên. Nếu không có động thái lớn nào từ Ukraine trong những ngày tới, nhiều khả năng toàn bộ khu vực rộng lớn bên kia đường ray xe lửa Bakhmut sẽ nằm trong tay Wagner. Điều này là viễn cảnh dễ dàng xảy ra khi chỉ huy Ukraine đang co cụm lực lượng cố thủ vào khu vực phía Tây, nơi có rất nhiều khu nhà cao tầng, chung cư với vị trí phòng ngự thuận lợi. Cùng với việc tiếp cận từ Chasivka qua các con đường bộ hoặc đường hầm tiếp tế dễ dàng hơn, việc này sẽ giúp Ukraine giữ vững được phía Tây, bảo toàn được lực lượng nhằm chờ đợi cuộc phản công ở Bakhmut. Khi đó, các lực lượng cố thủ sẽ kết hợp với viện binh nội ứng ngoại hợp. Trong khi đó, về phía Nga, dường như Nga cũng đang muốn đẩy nhanh quân Wagner chiếm cho xong khu vực này để chuẩn bị cho một cơn bão lớn sắp tới. Ở đó, nếu gặp phải đà phản công mạnh mẽ của Ukraine ở Bakhmut, những vị trí này sẽ trở thành nơi ngăn cản bước tiến công của Ukraine. Còn nếu Ukraine thất bại, nhiều khả năng toàn bộ khu vực phía Tây Bakhmut, nơi có quân Ukraine cố thủ, sẽ trở thành cây rọ. Đây luôn là điều Nga thực thi trong chiến dịch công hạ các thành trì của Ukraine từ Mariupol, Severodonetsk hồi năm ngoái đến Bakhmut, Avdiivka năm nay. Trong một diễn biến liên quan, ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, mới đây cũng đã thừa nhận tướng Nga Sergei Surovikin đang chỉ thị trực tiếp lực lượng Wagner và là người đã thiết kế máy xay thịt Bakhmut. Như vậy, về cơ bản, diễn biến chiến sự trong nội đô thành phố đang cấp bách. Tất cả đều có những toàn tính riêng của mình và muốn chuẩn bị tốt nhất cho những kịch bản tiếp theo. Trong khi đó, tình hình ở ngoại vi thành phố Bakhmut cũng đang có những động thái tương ứng, rất đáng chú ý. Ở đó, Ukraine đang có những động thái cho thấy mình sẽ tổ chức đợt phản công lớn ở Bakhmut. Tại phía Nam, dọc theo con đường cao tốc Kotian-Tinivka, Bakhmut, giới chỉ huy Ukraine đang liên tục bơm quân vào đây với hai mục đích. Một là giữ vững con đường để duy trì tiếp tế và sau đó có thể tổ chức cứu viện cho Bakhmut, bởi đây là tuyến đường lớn nhất được dẫn vào Bakhmut theo hướng Nam. Và khi tổ chức phản công lớn, gần như toàn bộ trang thiết bị cơ giới của quân đội Ukraine sẽ đều phải men theo các con đường, nhất là đường lớn. Thứ hai là, việc đẩy thêm nhiều quân không chỉ giúp Ukraine bảo vệ, mà còn đẩy ngược lại Nga ra xa con đường hơn. Trên thực tế, trong vòng một tuần qua, quân đội Ukraine đã đẩy được các lực lượng Nga tương đối ở hướng này. Được biết các đơn vị trấn thủ của Nga tại đây không còn là Wagner, mà là lực lượng chính quy Nga. Và giao tranh ác liệt nhất trên chiến tuyến vẫn tập trung vào khu định cư Ivanivske, tức Krasne. Nếu bên nào làm chủ được khu định cư này, đồng nghĩa với làm chủ tuyến đường lớn dẫn vào phía nam Bakhmut. Hiện Ivanivske vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát của các lực lượng Ukraine, và dù liên tục pháo kích, tiến công, nhưng sẽ rất khó để Nga có thể kiểm soát được khu định cư này trước cuộc phản công của Ukraine. Vì vậy, gần như các hoạt động hiện nay của Nga vẫn chủ yếu là gây áp lực và phá hủy nhiều nhất lực lượng Ukraine tại đây, thay vì cố chiếm lấy khu định cư. Ngoài ra, ở cánh phía nam Bakhmut còn có một diễn biến đáng chú ý khác, khi mà giao tranh đang diễn ra ác liệt giữa khu vực Dilivka và Kuchumivka. Theo bản đồ giao tranh, đây là vùng xám, tức hai bên vẫn đang giành giật. Tuy nhiên, những báo cáo từ phía Ukraine ngày hôm nay cho biết họ đã vượt qua được bờ con sông nhỏ Nomikha tại đây và áp sát khu vực Kuchumivka mà Nga đang kiểm soát. Được biết, đơn vị Ukraine được ghi nhận gần đây nhất
là lữ đoàn tấn công độc lập số 3, một đơn vị xuất thân từ lực lượng Azov. Trong khi đó, không rõ đơn vị nào của quân đội chính quyền Nga đang đóng giữ tại đây. Nhưng nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là một động thái uy hiếp lớn đến Nga từ cánh phía nam Bakhmut. Bởi nếu vượt qua Kuchumivka, một khu định cư nhỏ, quân đội Ukraine sẽ áp sát đến tuyến đường hậu cần của Nga ở phía nam Bakhmut, chạy theo Mykolaivka qua Opitne vào nội đô thành phố. Và cũng khiến cánh quân của Nga và Wagner đang tấn công ở phía nam thành phố bị hở sườn. Đây là một viễn cảnh rất dễ xảy ra, vì về cơ bản, toàn bộ khu vực phía nam Bakhmut này địa hình bằng phẳng và gần như không có một cao điểm, một cánh rừng hay một khu định cư lớn nào để Nga dựa vào, và có thể chặn bước quân đội Ukraine tổ chức cuộc tấn công từ phía nam. Đây cũng rất có thể là một nước đi dọn đường để Ukraine mở một mũi phản công từ phía nam móc lên nhằm giải vây cho Bakhmut. Tệ hơn nữa cho Nga là các cánh quân ở đây có nguy cơ bị tiêu diệt. Như đã trình bày ở trên, không rõ Nga có bao nhiêu quân hay bố trí phòng ngự ra sao tại đây vì địa thế không thuận lợi. Và phương án khả dĩ nhất với Nga có thể là gài mìn để ngăn bước tiến Ukraine. Và khi gặp đà tiến công quá mạnh của Ukraine, lực lượng Nga tại đây sẽ buộc phải rút đi và trông chờ vào pháo binh và không quân. Về cơ bản, cánh phía nam là quân Nga yếu nhất ở Bakhmut, khác hẳn với khu vực phía bắc, với một loạt các khu định cư kiên cố, nhất là Krasnahora hay Soledad. Tuy vậy, chưa biết chừng, Nga đang cố tình để lòng hướng này để hút các lực lượng Ukraine tấn công vào. Và nếu có mất đi khu vực này và Ukraine phản công giải vây Bakhmut thành công, thì ít nhất, Nga cũng sẽ tiêu diệt được một lượng đáng kể sinh lực quân đội Ukraine. Như vậy, về mặt đường dài, Nga vẫn sẽ ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường. Trong khi với Ukraine, chiến lược của Ukraine rõ ràng không thể duy trì được lâu khi lực lượng ngày càng hao mòn, trong khi mọi thứ đều phải dựa vào viện trợ phương Tây. Điều này cũng lý giải vì sao Ukraine đang cố gắng tập trung lực lượng tối đa, vì rất có thể sau một vài chiến thắng nhỏ, giới chức phương Tây sẽ ra điều kiện đàm phán hơn được với Nga. Về cơ bản, dường như Ukraine đang dùng đoàn binh chế trường trận để đối phó với chiến lược tằm ăn dâu, đánh chậm tiến chắc của Nga. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được thực hiện nếu Ukraine giành được chiến thắng và giới chức Ukraine và phương Tây chấp nhận đàm phán, điều mà Ukraine đã bỏ lỡ khi thắng lợi trong cuộc phản công mùa thu năm ngoái tại Kharkov và Kherson. Khi đó, rất nhiều chuyên gia nhận định Ukraine sẽ đàm phán được những lợi ích tương đối với Nga, bởi nếu kéo dài cuộc chiến, rõ ràng Ukraine đã đuối sức và sẽ đối mặt với những điều kiện đàm phán ngày càng khắt khe hơn của Nga, như chính những gì mà lãnh đạo Nga đã cảnh báo. Vậy các bạn thấy sao về tình hình Bakhmut nói riêng, cũng như thế trận của Ukraine? Liệu đâu sẽ là đường thoát cho một trong những quốc gia xinh đẹp nhất châu Âu? Hay tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ có thể là quá khứ khi giới chức Ukraine quyết tâm bài Nga? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.